Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, Moonlight Central Point, căn hộ trung tâm khu tên lửa. Moonlight Central Point, căn hộ trung tâm khu tên lửa. Về tổng quan dự án, vị trí của dự án nằm tại đường số 9 đường tên lửa quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 1,9 ha. Và dự án của chúng ta thì tổng cộng có 4 block cao tầng và 1 block thấp tầng. 4 block cao tầng gồm có các block Blue Moon, block Violet, block Emerald Moon, block Silver và một khu thấp tầng nhà phố Golden Moon. Vâng, mỗi số tầng cao mỗi block là 24 tầng và tổng số căn hộ thì khoảng 1.300 căn. Và dự án chúng ta có khoảng 22 căn shop house và một tầng hầm. À, các anh chị hãy nhớ những thông số này nhé. Vậy thì nhiều chị sẽ đặt câu hỏi là vì sao dự án lại tên Moonlight Central Point? Vâng, với nguồn cung căn hộ trên thị trường ngày càng thu hẹp và khiến giấc mơ an cư của gia đình trẻ gần như bục tắc, thì Moonlight Central Point ra đời như một làn gió mới giải cơn khát an cư cho các bạn trẻ mong ước có một tổ ấm bừng sáng tại khu tên lửa danh giá. Và Moonlight Central Point đón một cái sứ mệnh rất quan trọng là viết tiếp câu chuyện an cư của chuỗi dự án Moonlight, một thương hiệu đã rất thành công tại khu tên lửa với hai dự án là Moonlight Boulevard và Moonlight Parkview. Vậy thì dự án của chúng ta có 3 định vị, đó là Central, Model và Subtable.